Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay anh em thấy trước mặt mình là ông Gọng Kaka. Thì khi mà ông chơi cái men nữ này thì anh em hiểu rồi chứ. Thì trước khi mình vô coi những cái trận đấu của ông thì khi mình sẽ xem đồ của ông nha. Khi mà ông đổi hóa thành của men Junker là chắc chắn ông đã bổ sung con thú tỷ giật. Có không? Đó thấy không? Có tỷ giật 5 sao liền. Chẳng qua là ông chưa muốn đầu tư thôi. Một khi đầu tư là full mất là volume. Mình sẽ coi con này chắc chắn sẽ âm thịnh dương si, thấy không, là con chân men với lại con hứa chữ này đang sẽ âm thịnh dương si, và anh em cùng nhau coi mà gọi là ông này giúp này kèo căng không ta, 4 tỷ mấy mà build 8 hả trời. Rồi ok, kèo đó không căng lắm anh em, build 3 nè, tiểu bảo bảo cấp thông toản độ. Ok, mình sẽ xem một trận coi ông gồng cao ông hành như thế nào. Ông sẽ hành một trận đáy bá không tung toán view 3 đó, thể giật bút thì hơi bị đẹp. Sao bản việc mà cảm giác dạo này nó cứ giật giật hay là do đông quá thôi. Giật giật hơi hơi thôi chứ nó không giật mạnh, còn bản chung nó không giật thôi, nó giật đứng màn hình luôn anh em. Chắc vô nó quạt phát nó đi hết quá. Tài 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 qua đàm. Không có tỷ giật mấy ông này gung hết. Có gì vậy, quýnh ta sao tự nhiên chết queo luôn gì nè. Là mạnh dữ chưa? Sao không có đam luôn vậy? Một chém bay du hén à, bay du hén thì còn vũ hén. Dễ mà. Ôi ông kia quýnh cũng được á chứ, được một chém chết. Lại đánh bài nữa ha, hay gì đánh bài có lợi lắm, nên đánh bài lần ba thằng rồi đó. Nhưng mà do gồng nó quá trâu rồi cho nên trong kia không làm ăn gì được thôi. Con này trâu quá trời trâu rồi, quýnh không vô máu mà còn cầm thêm tay thi nữa, đơn thân độc mã chém thoải mái. Vô địch. Châu quá châu. Mười lăm cây nhị đúng sao bay nổi. Trong khi mấy 15 tích cộng dồn một phát chết sao chịu nổi. Bữa đó có cái ông kia phải có con cà phê em mới chịu nổi thôi anh em, không có cà phê là chịu không nổi đâu. Ông còn ga ga này với con cà phê là hên xui, còn hơi căng căng kẹo xíu mà đụng như mấy ông này là thua. Cũng là công tôn toản và lưu linh nè. Rồi thiên tướng chắc là võ thánh phá mệnh quá, mình nghĩ là vậy. Võ thánh phá mệnh thiên tướng coi đúng không nha. Rồi không đủ tướng luôn chứ đâu mà đúng, kiểu này mấy ông chuẩn bị coi lên 100.000 vạn đam, 100.000 vạn đam luôn chứ không phải chỉ là đam ít thôi đâu. 100.000 vạn tại hai con phi này bị đấm thì thôi chứ tới công chuyện luôn. Nè 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 nè, thấy không, tôi nói rồi 180 mấy ngàn vạn. Tôi quýnh mà không kịp kích tay thi là hiểu rồi đó. Rồi chưa bỏ gió thánh đừng chưa ai. Trời ơi đam carry chưa gì bay màu rồi.
Mới lướt con lướt một. Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game có tên là Gavit Va. Mình sẽ điểm danh tiếp tục ngày thứ tư. Ngày thứ tư chúng ta sẽ được 2000 vàng, quá ngon. Rồi, 2000 đó là 2000 vàng nha anh em. Tỷ lệ 1-1 đó là 2000 luôn á. Mình được 2000 luôn á. Rồi, thì liên tải mình để dưới phần mô tả nha. Anh em nào chơi thì cứ để bấm dưới phần mô tả và tải thôi nha. Mình nay mình khu máu 3,5 triệu này coi sao nha. Sương sương hai xị nhẹ cái anh em. Nhẹ nhẹ thôi. Mình đừng có vội. Cái gì cái từ từ thôi. Ok, một chén. Bốn xị liền, đâu bỏ được. Bốn 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 liền. Hai một không. Bốn xị. Lên. Lên nào. Chết mẹ, to còn lại 20. Và double 8 xị. Hai chén xỉu liên tục thầy. Chắc phát một văn quá anh em. Bữa nay có bộ văn rất sớm. Gà đảo sớm quá. Ui, nó đặt hết ấn. Kết thúc cược. Kết thúc cược. Tưởng ăn ăn hoài. Vậy là nó đi chỉ có hai chén ha. Hợp lý. Nếu vậy thì nó phải đi qua tài nữa chứ. 3 xị, ấy chết bợ, 4 xị luôn, chơi luôn anh em, chơi luôn, lỡ rồi. Chứ làm gì được giờ. Mấy lời 2 xị, đặt 4 xị vô lắm mình lỗ 2 xị. Lên. Sao đỡ được, nó đặt lộn mà nó ăn. Đặt lộn thôi, đặt lộn thôi. Tiếp tục luôn. 3 thôi, tôi tính đặt 3 thôi. Mình còn ngâm nga mấy câu nhạc nữa chứ đặt nhiều quá nói mình đuối sớm rồi, đuối sớm mà lắm. Nhưng mình nghĩ này chắc cỡ 2 tài 3 tài gì là cùng trong cái này nhảy xỉu được đó. Chết mẹ xỉu thiệt kìa, kìa lỡ đu rồi. Đu thì đu luôn. 6 Trời ơi sao chạy được, con chén thôi, chạy sao được chạy. Bây giờ nè, mình chơi theo kiểu mà âm play nè. Đó, chắc chắn chén này ra tài nữa mấy ông. Nhưng mà mình nhảy qua xỉu luôn. Nhưng mà nhảy xỉu gì mà nó chắc hơn, biết đâu được. Biểu đồ nó chơi mình sao. Tài xỉu đây, tài xỉu đây. Tài xỉu đây, tài hay xỉu. Biết mà, tôi nghĩ thế nào cũng là tài nữa à. Nhưng mà cái có thể tài nữa. Cho nó ra chén này tài, chén sau tài, tài chén cuối cùng được đặt hết. Sao nhanh vậy? Nó vội vàng quá anh em. Rồi, chơi theo biểu đồ luôn, 5 xị nè. Bây giờ chơi lớn luôn nè. Chơi lớn cái nha. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2 triệu. Rồi, ok 2 triệu, phải đi thua 1 triệu. Phải lời 3 triệu nha. Cái này là đi theo biểu đồ á. Chờ anh chán nghỉ luôn. Anh nghĩ là tài chứ không được nào xỉu đâu, đừng lo. Chết mẹ đo, toàn là anh em. Thôi thôi nghỉ nha, ham quá. Đúng cái biểu đồ của anh em thấy không? Hai chén tài, chén xỉu, hai chén tài, chén xỉu, tiếp tục hai chén tài chứ tại sao nó lại ra xỉu phải không? Nó cũng khó đoán dữ dằn lắm chứ dẫn. Rồi thì video hôm nay kết thúc tại đây nha anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em may mắn. Bye bye anh em. Đó, chém cả đó lắm, chém thường cả đó đó.
Tao gián tiếp chết con Kiều luôn mà. Con Kiều full kia máu cũng chết luôn. Có cái khiên luôn vẫn chết. Rồi hai con phi thì chém lên 68.000 dạng. Rồi chết thằng kia gián tiếp theo luôn. Chém thường thông 40 mấy ngàn rồi. Đây nè, càng lúc càng lên mà 93.000 nè. Chém thường lên 62.000 luôn. Chém thường lên 58.000 luôn. Chưa hết đâu còn nữa. Giái. Rồi đánh bay luôn. Châu Liêm. Quýnh 3 cái mà không dễ được phong ngắn luôn rồi. Như vậy phong ngắn như phải chạm 5 cái á. Quýnh thường chết con đông tỏn luôn. Nhìn là biết rồi. Nè 260.000 vạn nè, chém thường lên 96.000 vạn và 350 và 360 và 303 tại không có bạo một cái. 900 mấy ngàn luôn rồi, ghê viên du. 304 không bạo một. Quá kinh dị, hết game. Em này yếu quá anh em. Mình tưởng đâu đợt này nó có ông cà phê đồ này nọ vô chơi thì nó sẽ căng kèo hơn. Rồi cái ông dùng ca này đợi lữ bố phá mệnh ra nữa thì thứ gì chịu nổi luôn á. Phải đợi lữ bố phá mệnh được các kiểu nè điểu. Hán tắng nè. Ví dụ như hình như cái bản này là không có có Thái Dân Cơ ra nè. Thái Dân Cơ là tướng sát thương má ơi. À, vì mà hồi chiều mình quay mình tưởng đâu tướng hỗ trợ, ai ngờ Thái Dân Cơ là tướng sát thương. Hàng chi đam nó cũng ép chứ. Mà nó chi kích liên tục luôn mới ghê. Thái Dân Cơ. Kỹ năng chi kích số lượng tăng BK lớn hơn. Mỗi một nhận một tầng BK bản thân nhận 18% sức tấn công một tầng BK. Không giới hạn cộng dồn luôn, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc luôn. Ác thiệt. Mỗi tầng nhận một tầng ly từ. Bản thân nhận nữ giáp bằng 180% sức tấn công của bản thân. Ghê, ly từ cộng dồn tối đa lên tâm tầng, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc luôn. Có hỗn loạn như này nữa. Mục tiêu bị hỗn loạn khi bị hành động. À cái này là nằm bên phe khác anh em ơi. Bika ly tư. Còn cái này cũng chắc cũng ly Bika với ly tư nữa nè. Lý Từ, Lý Bika, hẹn chi tôi tưởng đâu tướng phòng gì tướng hỗ trợ anh rồi đâu, nó là một con tướng mà gọi là con tướng tấn công hơi bị kinh. Bản này thì vẫn chưa có lưỡi bố phá mệnh, chứ có lưỡi bố phá mệnh là bữa giờ mấy em kia chơi là dễ đi ra võ thánh. Phá mệnh cũng dễ nhận biết mà, bấm vô con tướng thì sẽ có cái chỗ phá mệnh nằm đây nè. Là cái bản chung hiện tại nó đi theo cái bản China anh em. Nó bắt chước theo bản China chứ không phải đâu, nó bắt chước theo bản Việt này ha. Nhiều lúc trước giờ tôi tưởng nó đi theo bản Việt nè, bản Việt có gì thì nó sẽ có cái đó, ai ngờ đâu nó đi theo cái bản China. Mà anh em biết bản China bây giờ nó tới đâu luôn rồi, chứ không phải mới tới đây thôi đâu, nó đã tới đâu luôn rồi. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây nha anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ, bye bye anh em.